Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop claim 20 triệu token Bokechain nha các bạn. Con này được xây dựng trên chuỗi mạng Binance Smart Chain. Thì để claim được con này thì các bạn cần click copy phần link mô tả dưới video, mình mở cái trình duyệt với chocolate mình ra nè các bạn. Hoặc là MetaMask. Các bạn cần phải có phí mạng một chút pin các bạn. Rồi bạn chọn đáp nữa. Các bạn claim con này chắc có lãi các bạn. Rồi bạn dán vào các bạn, con này nó có rất nhiều airdrop luôn các bạn. Rồi sau khi các bạn chọn một đáp xong, các bạn nhớ chọn mạng BNB Smart Chain các bạn. Rồi bạn bấm Red Airdrop nữa. Các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.0001 BNB của khoảng 0.4 UDT các bạn. Bạn bấm chấp thuận các bạn. Rồi các bạn nó chờ xác nhận blockchain chút xíu các bạn. Mình qua mình còn nó về chưa các bạn. Sau khi các bạn claim xong thì các bạn copy con chắc với phần link mô tả dưới video mình, các bạn dán vào các bạn. Các bạn sẽ mở ra, các bạn sẽ thấy được 20 triệu token Boke này các bạn. Và tiếp tục mình giới thiệu các bạn tham gia claim một con token tiếp theo có tên là Baby Shiba nha các bạn. Con này cũng khá là tiềm năng đó các bạn. Con này nó đang khoan, các bạn đang mình check qua website các bạn. Dự án của con Baby Shiba này sẽ list sàn Hotbit này các bạn. Thì con này nó đang marketing, nó sẽ thì để claim được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả thứ hai của mình, các bạn cũng tương tự như claim như con Bokechain nha bạn. Các bạn dán vào đây. Rồi. Rồi các bạn lướt xuống các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Con này 47 ngày nữa mới list sàn thôi. Hiện tại trong chương trình bán hàng video 47 ngày để list sàn Hotbit nha các bạn. Thì các bạn claim để đó đi các bạn. Bạn bấm vào claim airdrop nè, bấm vào kết nối nè. Rồi các bạn sẽ tốn phí ra cũng tiếp tục là 0.01 BNB các bạn, khoảng 0.57 UDT. Rồi. Full map lộ trình này, con này khá là tiềm năng đó các bạn. Rồi để mình qua mình coi nó về chứ các bạn. Mình copy địa chỉ BNB Smart Chain mình nè các bạn. Mình qua bên trang BC Scan các bạn. Mình dán vào. Rồi các bạn gõ từ Baby. Thì các bạn cũng copy con chắc của token Shiba. Baby Shiba này các bạn dán vào đây nha các bạn. Không có. Rồi nè bạn, mình đã về được. Mình đã về được bao nhiêu token ta? 7.000 mấy token Baby Shiba này các bạn. Rất là nhiều luôn các bạn. Các bạn copy con chắc của nó nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bạn mở ra nè. Thì các bạn sẽ thấy được. Đâu ta? Nằm đâu rồi ta? Sorry các bạn, mình đã về được có 1 triệu token Baby Shiba các bạn. Còn con Baby Shiba kia mình làm airdrop nó về nha các bạn. Rồi các bạn copy con chắc nè, mình hâu coi á. Còn tưởng nó con này không, tưởng nó về giữ thằng không biết. Rồi bạn dán vào đây nha các bạn. Không có thì các bạn bấm vào địa chỉ hợp đồng nè. Các bạn dán con chắc của nó vào nè. Tên nè. Tên thì Baby Shiba nha các bạn. Đoạn sao chép nè. Số tài khoản là 9. Ký hiệu là Baby Shiba luôn nha các bạn. Rồi tên là Baby Shiba nè. Ký hiệu là Baby Shiba luôn nè. Số tài khoản là 9 nè. Rồi bạn bấm làm xong nha các bạn. Rồi bạn mở ra nè. Thì các bạn sẽ nhận được 1 triệu token Baby Shiba nè các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn claim con Bokechain và con Baby Shiba đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.